Xin chào cả nhà nha. Mới về một con Samsung Note 10 Lite anh em, siêu phẩm nha. Samsung Note 10 Lite riêng nguyên, bảo hành còn được tầm 8 tháng nha. À, máy thì ngoại hình đó cho anh em xem luôn, kèm cho anh em cúp lưng. Cúp lưng da rất dễ thương nha. À, RAM 8, bộ nhớ 128, màn hình là 6.7, pin 4.500 nha anh em. Máy đẹp tầm 98-99%, camera đó, 4 mắt ha, à, 3 mắt thôi, mà một đèn LED đây. À, máy bút biết đầy đủ hết cho anh em nha, riêng nguyên 9899, máy kèm sạc xịn của nó luôn, đúng riêng theo máy Samsung và đại giá lực cho anh em rồi, đúng Samsung Note 10 Lite, máy còn bảo hành tầm 7-8 tháng nha. Đó, giá ra đi cho anh em là 7.2 triệu, kèm sạc giá lực cho anh em đầy đủ trước khi ghi máy, anh em cần thì alo cho mình nha, số điện thoại đặt hàng 0355 356 356. Cảm ơn cả nhà.